quý vị và các bạn, Bắc Bộ đón không khí lạnh yếu, có mưa rải rác, nhiệt độ giảm nhẹ khoảng 2 đến 3 độ, một số nơi có mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Hình thái này duy trì đến ngày 18 tháng 2, sau đó nền nhiệt tăng trở lại, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực Trung Bộ, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ đêm nay có mưa, mưa rào rải rác, đêm và sáng trời rét. Riêng khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, đêm và sáng trời lạnh, nền nhiệt cao nhất toàn miền dao động từ 24 đến 27 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng tăng nhiệt. Trong đó, khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Riêng khu vực Nam Bộ có thể xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ. Trên biển, khu vực biển ven bờ từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 5, có khả năng giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ. Từ chiều tối, gió chuyển đông bắc cấp 3, cấp 4, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 mét. Vùng Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Khu vực tỉnh Quảng Bình, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng. Nhiệt độ phổ biến từ 19 đến 26 độ, vùng núi nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, đêm trời rét. Và nhiệt độ chi tiết các vùng trong tỉnh đêm nay và ngày mai sẽ khép lại bản tin này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin thời tiết của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!